Bây giờ bố đi vặt cà nhá. Rồi, ok. Thế bố cùng mấy cả quay già mấy cả tia bao làm mấy cả bạn đen đồ này đi vặt hết cà đi. Đây quả to luôn, quả vàng nhiều. Tia bao là amade đều nâu nâu tia là amade nếu đê xả quả đà ta bố grande tia nhá, grande tia tia cùng nenu nenu sabi ta bố. Dạ, dạ. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Đồng Lạc Châu Phi. Thì đã buổi chiều ngày hôm nay thì là Khánh đang cho chú mấy cả cô bao làm em quay già mấy cả bạn lái xe là đang đi vặt hết tất cả các quả cà. Hôm nay chắc là cũng phải được trên 20 cân đấy bộ. Ừ. Bởi vì là hết 4 đống to này mấy cả mấy đống này nữa chắc phải được hơn 20 cân đấy. Cộng với số cà hôm trước này là mọi người không biết gì nào chắc được mấy chục cân cà. Đợt này bà con lại ốm nhiều thì là thêm một tiền thuốc thang thì là tạm ổn đấy bố. Ok, được khối rồi đấy. Còn đâu là thiếu đâu thì mình bù thôi. Quý vị khán giả có thể nhìn nướng cà của bà con có tốt không ạ? Tí là bao là ve bình nhá, ve bình nè, đủ ve bình nhá. Bố đừng vặt cái quả cà luôn là đừng vặt nhá bố nhá. Rồi. Hướng dẫn người ta đây này. Đừng để sót nữa này. Cái này là vặt được rồi này. Đấy. Đấy. Quả này là vặt được rồi. Đừng để sót. Aki tiểu bao là. Ta bố. Thế phải hướng dẫn mọi người cẩn thận không này. Vặt cứ để sót nó đến lúc nó lại bị già các bạn. Đúng rồi, sót là nó già đấy. Vâng, sót là già. Còn công việc hôm nay thì là Khánh đang cho Mama với cả Baba Reninu đang đi lấy cây ngô để buộc tiếp vào dàn đậu đũa. Bác làm sao cho nó gọn gàng. Xong là 1-2 hôm sau nữa là lại bác dàn bầu các bạn. Bởi vì cái bầu thân bầu này là mình cắm cây to này là thân bầu nó không neo lên thì mình phải cắm các loại thân nhỏ nhỏ thì cây mới neo được. Thì bố ở đây với mọi người vặt cà nhá. Rồi, ok. Thì con dẫn khán giả xem ruộng ngô. Luống ngô mọi người mới vươn đứng lên rồi. Xong là Khánh đi ra chỗ khu mỏ đá để cùng mọi người khai thác. Về tập đấy. Quý vị khán giả có thể xem ạ. Cây ngô nó bị giạt hết, trời mưa to gió lớn. Thế là Khánh cho các ba này cho dựng đứng hết lên, vươn vào gốc. Thì giờ cơ bản là nó cũng đứng rồi. Còn cây nào gãy thì phải chịu thôi. Không làm nào được các bạn. Giờ cứ khắc phục khó khăn dần dần. Đấy hôm nay lại thêm buổi chiều hôm nay là lại Mama Riketa lại đau đầu. Còn đây thì là hai Mama có tuổi thì vẫn cứ đi dọn cỏ. Mama cuidado á, cuidado Brazil á. Phải bảo các Mama cẩn thận. Chứ các bác của nó cây chùm kín như này thì phải cẩn thận không đấy. Hỏng cây cà. Vì mấy nướng cà này rất là quý. Bởi vì trong giai đoạn giao mùa này là những cây cà này lớn lên là sẽ hỗ trợ được bà con rất là nhiều tiền thuốc thang. Còn đâu là hiện tại là khi mà đã có mỏ đá rồi thì là đã khai thác được đá rồi. Quý vị khán giả có thể xem ạ. Nên mọi người giờ vẫn đang vận chuyển ra đây từng tảng như này một thì là hôm nay là chú cháu Huy Khánh đợi nước rút một cái là bắt đầu có thể xây được móng luôn. May quá các bạn. Đây Khánh dẫn quý vị khán giả sang bên này xong nào. Khánh đọc comment bình luận của mọi người. Thì mọi người bảo là làm cái đường rạch để cho nước nó thoát. Thì đây Khánh chỉ cho các bác cô chú anh chị xem. Thì đây là con đập của mình đến đây đúng không ạ? Thì là Khánh sẽ kè đến vị trí này và kè cái miệng của cái đường thoát ấy. Vì mọi người hôm trước là Khánh tính có 1 mét thôi. Nhưng về đọc comment bình luận của quý vị khán giả thì mọi người vừa phải làm rộng khoảng 4 mét. Thì là khi Khánh đọc comment bình luận của các bác, cô chú anh chị thấy rất là hợp lý. Bởi vì để cho nước nó thoát được đủ ấy, đủ cái khi nước nó dội từ trên xuống nó đủ để nó thoát sang bên này. Thì là Khánh sẽ khống chế là từ đây xuống dưới mặt nước là 1 mét. Còn ngày xưa cái đoạn dưới này thì Khánh đào xuống được
khoảng 1 mét nữa rồi, có đoạn được xuống 2 mét thì nó sẽ có dao động tầm khoảng 2 mét đến 2 mét rưỡi nước. Thì là bây giờ Khánh đào xuống 1 mét theo như là bình luận comment góp ý của quý vị khán giả đấy, thì là khi cái mực mặt thăng bằng này Khánh sẽ đánh thăng bằng của mặt lèn giếng là để lại đúng 90 phân luôn. Xong là hạ cốt xuống 1 mét của cái đường rạch nước này và để rộng khoảng 4 mét. Thì là Khánh sẽ tính từ đây này, Khánh sẽ kè từ đây, vì đây nó là đường chéo, thì từ điểm này nó cách giếng kia là tầm khoảng 4 mét rồi. Thì khi nó chéo chéo từ đây, đấy quý vị khán giả có thể xem ạ, đây này, đường chéo nó như này, thì nó cách giếng càng ngày nó càng to ra 4, 5, 6 mét thì không vấn đề gì cả. Bây giờ bản có đá rồi thì là nguyên cái mặt này ạ, thì Khánh sẽ cho lấp đất và đầm chắc, và Khánh sẽ kè bằng đá luôn. Cái mặt lèn dưới này thì là có thể làm bằng bê tông hoặc là bằng đá thì tùy. Lúc đấy thì trong lúc Khánh làm Khánh sẽ tính. Còn nó kè mặt bên này cũng thế, Khánh sẽ kè bằng đá. Là sau này nước chảy qua là chảy qua cái rạch hố đá này, cái đường đá này ạ. Còn bên này cái mặt đập bên này thì là Khánh sẽ đào móng, đào móng và xây móng đá luôn. Xây móng đá thì Khánh cũng đang tính, vì phải đợi một vài hôm để đọc được hết tất cả các comment bình luận và nghiên cứu kỹ của các bác cô chú có kinh nghiệm, thì là đã trao đổi và nhắn tin cho Huy Khánh. Thì là Khánh sẽ làm một móng đá ở dưới này tầm khoảng 50 phân. Cao thì Khánh đào xuống có thể cao lên 1 mét hoặc 7-80 phân gì đấy. Xong là một là đổ tấm bê tông, hai là Khánh nám bằng bê tông luôn, nám bằng vữa xi cát đá bê tông luôn. Thì là cái cách nào hợp lý hơn thì là trong một vài ngày nữa thì Khánh sẽ quyết định. Còn đâu là quý vị khán giả là cứ bình luận ở dưới comment của Huy Khánh. Ở mỗi video mà ví dụ Huy Khánh có nói về đập ấy, thì mọi người cứ bình luận đóng góp ý kiến cho Huy Khánh để làm sao mà Huy Khánh làm tốt nhất cho bà con. Bởi vì bây giờ là rất là may mắn là bản làng là đã có mỏ đá rồi, thì là có thể là khai thác được. Bởi vì cái đá này nó cũng đầu tiên thì ngày xưa thì Khánh khi mà khảo sát để làm giếng ấy, thì cái giếng đầu kia là Khánh nhìn thấy những tảng đá to rồi, nhưng không thể nghĩ là nó đập được ra được đá như này đâu các bạn. Bởi vì nó cả một cái tảng to này thì không thể nghĩ đến là có thể đập được. Bởi vì mình không có máy móc thì mình không thể đập bằng tay được. Nhưng không ngờ thì cái đá bên này nó lại bóc được vỉa, nó lại giống cái đá ở dưới sâu dưới giếng ngày xưa mà khi chú moi lên ấy, cuốc xuống mà nó sụt được ấy, thì đá nó lại tách được thành từng vỉa như thế, thì là rất là may mắn cho bà con. Thì là Khánh sẽ xây cái móng ở đây và sẽ đóng cọc. Ở đây thì Khánh sẽ chia làm khoảng 2 hàng cọc hoặc 3 hàng cọc, là Khánh sẽ đóng dày ấy, là chạy dọc theo cái đường của bờ kè này, bờ đập này. Xong là bắt đầu là để một là có thể là đổ bê tông chùm lên, có thể là đổ tấm đan. Và Khánh cũng đã nghiên cứu rồi thì là có thể là mua cái sắt B40 các bạn. Thì là mình giải, nếu đổ bê tông thì mình cũng giải từ kia đến đây luôn, và để thoa lên trên này tầm khoảng 40 phân, sau này mình bẻ gập xuống là để mình đổ liền với cái này. Còn nếu đổ tấm đan thì mình cũng cắt cái M40 đấy mình cho vào tấm đan luôn. Thì là nếu mà đổ tấm bê tông thì là Khánh sẽ để lại thụt xuống khoảng 10 phân là sau này cài vào. Còn nếu đổ bê tông thì là Khánh cứ thế láng thôi, dày khoảng 10 phân là cũng yên tâm các bạn. Hy vọng rằng là trong một vài ngày tới là không có mưa. Đấy, nó mưa có một trận thôi các bạn, còn đâu là nó lại như thế này. Nên là về đọc comment bình luận của mọi người thì là thấy để ở cái đường chạy này là 4 mét thì Khánh thấy rất là hợp lý. Còn bên kia thì, bên này thì là Khánh cũng làm y hệt như thế thôi các bạn. Bên này cũng làm như vậy, cũng cho đóng cọc, lấp đất vào đây, đóng cọc. Xong là cũng xây móng đá luôn. À còn thêm một cách nữa Khánh quên, là đầu tiên này có thể đổ tấm bê tông này, có thể là nám bằng bê tông này, đổ bê tông luôn này. Cũng có thể là nếu mà khai thác được nhiều đá thì Khánh có thể xây bằng đá luôn các bạn, xây vát bằng đá luôn. Cái cách xây vát bằng đá là cái cách tiết kiệm nhất các bạn. Cái cách xây bằng đá là tiết kiệm nhất, thì mình chỉ tốn xi cát thôi, tốn xi cát và sắt thôi. Xây bằng đá thì mọi người khai thác nhiều thì là mình lại phải động viên bà con là đồ ăn thức uống cho ngon lành các bạn. Thì để mọi người có sức khỏe để khai thác đá. Nên là về cái vấn đề mà nhiều nhất Khánh đọc các comment bình luận của các bác cô chú anh chị ấy, thì thấy là mọi người bảo là lên xây móng đá là nhiều comment bình luận nhất và được nhiều người thích nhất.
Và Khánh đang tính đến phương án là có thể là mua một xe đá về để kè, nhưng rất là may mắn, thực sự là quá may mắn cho bà con các bạn, quá là may mắn. Còn những bao cát kia thì là Khánh sẽ tiếp tục là lấp vào thôi. Còn cơ bản là cái mô hình đập là như vậy. Còn đâu cái lèn này, cái lèn giếng thì là tạm thời là Khánh kể cả có làm hai bờ kè xong, ba mặt kè đẹp rồi nhá, ba mặt kè đẹp thì là Khánh cũng chưa làm lèn giếng ngay đâu các bạn. Lèn giếng thì là Khánh để nấp đất, để tầm này nấp được xong là Khánh đầm, đầm xong lại nấp tiếp lên xong đầm, xong cứ để đấy, để đến một giai đoạn nào đấy chuẩn bị mưa vụ sau ấy thì Khánh mới đổ mặt để cho nó có độ lún đấy các bạn. Còn giờ thì quý vị khán giả có thể đi cùng với Khánh là sang bên mỏ đá. Mỏ đá thì cách từ đây cách giếng tầm khoảng 50m, 50-60m ạ, 50-70m. Cái khu này đấy, không? Có làm việc. Rất là tuyệt vời luôn. Đây quý vị khán giả nhìn thấy từng xe rùa đá này. Những viên này sau này xây rất là đẹp luôn. Đáp không, bà? Đêm nay Khánh tăng cường cho một mama ra đây để bê đá, để xếp vào xe rùa. Còn đâu các bạn thanh niên với bà là chạy, chứ không là mình lại mất một người thanh niên là mình đứng đây mình xếp đá thì nó lãng phí quá. Bê đá như này thì các mama bê đá nhẹ thì các mama làm được. Giờ bán còn ít người thì nè, Khánh cứ bố trí sắp xếp là cho nó hợp lý. Từ giờ đến tối thì mọi người chuyển được hết tất cả chỗ đá này ra. Đây chú Sĩ Cú đang khoai khe đây. Đấy, các bác nhìn phiến đá nó to như này. Các viên nào nhỏ, các khe nào móc hết ra, không còn đâu là đập. Ở đây này, đây Khánh đi xuống dưới suối này để cho quý vị khán giả xem này. Đây này, chỗ này là viên đá to đúng không? Đây này, ngày xưa Khánh nhìn những viên đá này thì các bác bảo là nghĩ gì đi. Đây, nó đây này. Ngày xưa Khánh khảo sát cái giếng ở chỗ này đâu đúng không? Kasim bà anti aki nè, thế gì cô? Aki nè, Kasim bà anti cô. Xinh, đấy chú ấy vừa ném bên cạnh ạ. Đấy cái giếng cũ của ngày xưa lúc Khánh khảo sát ở đấy, thì bắt đầu mới nghi ngại là đây sao toàn đá này, nhưng đây đá tảng đây. Bạn cameraman có thể cho quý vị khán giả xem. Thế những viên đá này nó nằm ở trong sâu trong đồi này thì mình không có máy móc thì không thể nghĩ là có thể khai thác được đá. Mình cũng không biết là ở dưới đất nó lại có đá như thế này, nên đây là sự may mắn. Còn đâu là cứ trêu các bà mama là biết đâu là bê được mấy viên đá này ra để làm đập thì mình lại có mỏ vàng, mỏ kim cương hay mỏ than ở đây. Mọi người cứ cười. Ở đây thì cũng đầy đủ dụng cụ rồi, cũng có xà beng, cũng có càng cua, cuốc, xẻng, búa chim. Tà bô. Thì là quý vị khán giả là xem video của quý Khánh thì là ủng hộ bà con nhá, cổ vũ bà con để làm sao mà bê được mấy viên đá to này ra là mình đủ làm mấy mặt đập. Đập tốt nhất là cái móng. Nhưng nếu mà phương án tiết kiệm nhất là khả năng là mình chỉ tốn xi mới cát thôi các bạn. Còn đâu là nếu khai thác được nhiều đá như này ấy, cố gắng để khai thác đá thì là mình sẽ kè cái mặt chéo là bằng đá luôn. Vữa mình cài xong là cài bằng đá thì quá chắc. Thì đấy là tất cả những cái suy nghĩ của Huy Khánh. Thì là các bác cô chú anh chị là tiếp tục có những cái ý tưởng mới và dựa theo là cái mỏ đá của bà con như này thì là mọi người cứ nhắn tin với cả tư vấn cho Huy Khánh. Số điện thoại ở trên màn hình ấy thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho Huy Khánh. Hai số điện thoại Zalo với WhatsApp thì mọi người cứ nhắn tin hoặc là bình luận ở dưới comment. Thì Khánh ở dưới bản về thì hôm nào Khánh về muộn, về nhà nó muộn mà, thì là Khánh sẽ đọc. Bởi vì giai đoạn này là Khánh vẫn còn phải chạy đi chạy lại chỗ viện mọi người ở trên thành phố, ở trên này cách mấy chục cây số thì là Khánh cũng phải chạy đi chạy lại đấy. Để nhiều khi đã tiếp tế cho mọi người ở trên viện nên là Khánh chạy đi chạy lại, nên về nhà hôm nào cũng muộn. Chứ bây giờ bà con ốm nhiều thì mỗi Khánh ở đây có xe thôi, chứ bà con này thì ra toàn phải
ở ngoài có cái trục đường ngoài kia thì lại phải nhảy taxi. Nhưng chờ được cái taxi ở bên này thì cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ mới có một cái chuyến xe. Nên nó ốm đau nó cũng rất là mệt mỏi. Nên là trong hy vọng mà một vài ngày tới các mama với các em nhỏ được về các bạn. Cố lên tí xí cô. Tí xí cô nó có xí ghi lên không ta? Đâu. À bông. Đấy. Mình cứ chịu khó, cứ đập dần các bạn. Cứ túc tắc. Giai đoạn này bà con ốm đau thì cũng như Khánh hôm nọ là Khánh không biết là phải làm nào cơ. Xuống nhìn 50% mọi người ốm. Nên là hỏi ý kiến khán giả. Nên tạm thời là cái công trình xây dựng thì là, bởi vì làm đập nó cũng nặng rồi đấy. Nếu mình làm xây dựng nữa thì là bà con sợ là gục hết. Nên tôi thì mình cứ những ai còn khỏe thì ra đây viên đá con với đá to thì cố gắng là kiếm được mấy chục xe rùa là mình đủ làm. Còn đâu là các mama thì cứ đi dọn cỏ mới cả chuẩn bị dàn bầu bí, dàn ngô, ruộng ngô, rồi dàn đỗ đũa, làm sao mà vấn đề nông nghiệp mình đảm bảo để cây trồng phát triển xanh tốt. Thì là trong cái tuần gọi là tuần nghỉ ngơi đi của các mama đi. Còn đâu là đàn ông thì vẫn cứ phải lao động, bởi vì nó thẳng ra là một mình Khánh với chú thì cũng không thể để làm được. Nếu mà các ba với cả các bạn thanh niên mà không làm gì thì thực sự là không thể tính được. Nên là đằng sau video thì Khánh vẫn động viên bà con những bữa cơm, những lúc ngồi ăn cơm thì để bà con tâm sự, thì cũng chỉ để biết động viên bà con thôi. Thế mỗi người cố gắng một tí. Thì là bây giờ là Khánh bắt đầu này làm cùng với mọi người. Ôi giời, đây cứ phải đi gạt hết đất ra như này để lấy vị trí các bạn. Tà bơ nữa tí xí cô. Tà bơ này. Ừ. Đấy. Ngon. Bulito. Mày cái đá này nó lại dễ đập. Số đúng quá đỏ luôn. Trong cái rủi cũng có cái may. Chứ đi mua xe đá nắm tiền lắm. Tảng đá này to này, tích xí cụ, tích xú. Bè là grande. Aki, aki grande. Đã vậy? Muito grande. Bố đã bắt tay aki. Nào? Grande, xảy ạ. Xảy aki nhá. Ui xa. Tạm bộ. Khánh xuống anh thử tay với chú phát ra nào. Tiêu. Ôi chứ cả bếp xe, ông phí cả mà lù. Ôi chứ phí cả mà lù của nó. Đây xa mà tin. Eu comé. Hã? Eu comé hả? Dạ. Eu comé hả? Ây. Không ra này. Sai. Sai. Ôi. Chắc phết đấy. Không dễ đâu các bạn. Ui giời. Giá bé quá nhỉ. Dạ rồi. Đi xin cô. Ra. Xây xây xây. Ra. Được rồi. Ui giời. Đây rồi. Cái mảng này ra rồi đấy. Cho cái này vào. Đi xin. Sao sao? Tách rồi, tách rồi. Đấy. Ê, ngon. 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 Đi ra. Đi đào đá mọi người về ăn cơm cho nó ngon các bạn.
Ti si kuti rai so. Ti si de sana bate, ti bate so. Xa rồi này các bác ơi. Sắp ăn là hết rồi. Mỗi người một tay. Ti su ku. Ama zai ba sia. Mỗi người chỉ đập được 10 phát thôi là mệt các bạn. Búa lặng. Đó đấy để đập đó. Đập cái mẫu rồi. Cái này lên à, sao? Nó vướng ở đây có sao đâu. Cái cân bản nó bị cái viên to nó đè này. Gà nó nóng rồi. Tạm không? Ok. Mama vai tirar grande aqui. Ờ, quý vị khán giả nhìn thấy công trường đá của mọi người khai thác thế nào ạ? Không có công nghệ ở đây nhá. Toàn bộ là thủ công hết. Toàn bộ là thủ công nhá, khai thác đá thủ công luôn đấy. Tinh thần bà con là quá tuyệt vời luôn. Mỗi người một việc. Người thì đào đất này. Cứ đảo tay liên tục các bác để cho nó đỡ chối tay. Cô bao là nó đang khe cái rãnh này xuống để cho nó hở bên đá ra để tí mình đập. Còn chú đi cậy đập. Rất là vui luôn. Đây là cái kỷ niệm rất là đẹp của bà con. Có nhỉ? Cả bán đi, tổng động viên đi khai thác đá luôn. Đi báo là Aki, Lado. Đấy, bên đá này con này. Aki, Aki. Đi đây tú á. Đấy. Bước thẳng cái này xuống để cho nó hững. Không mà như đập được các bạn. Cá cái tấn được hơn 20 cân mà được có mười mấy cân quá. Thế thôi, không được. 16, 17 cân. Thế làm gì mà đầy được cái rổ đây? Không đầy, không đầy. Đúng không? Ôi, con bé nhìn sai thế mà sao lại không được nhiều nhỉ? Đúng không? Đi xin cụ Aki. Aki. Đi xin cụ bạc tê sinh cụ. Để bôi á tê ma rạc cụ. Ở dưới là xin. Xin. Mới ăn được một lửa viên đá to rồi thôi. Cố lên. Bạn camera mới ăn cẩn thận trong này. Là đá bắn vào là vỡ luôn đi. Vỡ luôn ống kính. Anh bơm nhiều thuốc cho các bạn thanh niên. Em đứng ở đây. Nằm mệt mà có em xinh gái đứng đằng trước thì là hết mệt luôn. Và sao đứng với ta đi. Bây giờ phải cho Jun từ Martin đó. Anh bảo bạn đứng đằng trước này để các bạn thanh niên đập ở dưới. Đấy, có nó có động lực các bạn. Bây giờ xin chào. Chào khán giả. em bây giờ cái rất duyên. Tạm không? Aki Ken rồi Aki. Bê bên to đi em này. Bê bên nhỏ đấy. Đấy. Trêu em. Tâm không? Cố lên. Cố lên, cố lên. Đi. Đập vào viên nào, chỗ nào nó làm thủ công. Nó nhẹ thì biết nhẹ đấy chứ. Nắm chỗ nó chai thật đấy. Đấy. Tài nhỉ, đá hay gì muốn nhỉ, nó cứ từng thớ thớ một nhỉ. Thớ. Sao giờ bậy nó lên chưa bây? Không bậy đâu. Không bậy được, bên kia đẻ. Đẻ không bậy đâu. Tê mà. Đó. Thôi đập 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 ơi. Đây là con pha cho mấy phát này.
Bây giờ để con pha ra. Hết trơ luôn như này. Đoạn này đang hỡng này, pha đoạn này này. Ây. Đập vào bên đá. Đập đá rồi tối về ăn cơm cho nó ngon. Già. Không già. Ui, đập đá này cứ ghé búa vào đâu nó bắn vào đấy. Ui. Cũng đuối tay rồi đấy. Cái búa nó quá đuối tay rồi đấy. Không bạc ti này. Không bạc ti này. Cây này. Cây này. Gì? Thua đó là sao được? Tà bô. Hả? Bà tiêu á? Đấy. Thi thoảng đập phát cổ vũ bà con các bạn. Vừa làm Khánh vừa trêu bà con cho đỡ có tiếng cười là làm cho đỡ mệt. Chứ đi đập đá này nói thế thôi, nhiều khi đó đập được một viên thì ngồi nghỉ 10 phút cho vét hết cái nhỏ nhỏ ra, cái nhỏ nhỏ vẫn sau là chèn xây đẹp vẫn luôn đấy. Mama tôi được biết là tao mình mệt tê cả đồ mau á. Quý vị khán giả thả tim mấy bình luận comment nhiều nhá để Huy Khánh cho bà con đọc, cho bà con đọc những cái bình luận comment của quý vị khán giả. Ở dưới đây không có mạng này à. Khánh cứ chụp ảnh những cái comment bình luận của quý vị khán giả cho Khánh cho bà con đọc. Bà con cổ vũ mà. Quý vị khán giả cổ vũ bà con nhá. Tạm bộ, đi xin cô. À kì. Xay. Thế mình đập vào những chỗ hững này nó sẽ ra. Dần dần ăn hết. Một viên đá này nó ra được nhiều tảng đá lắm các bạn. Cả vữa nữa. Đập được mấy tảng, 4-5 tảng đá to là đủ đập luôn. Đúng không? Đây tảng này to đúng. Mọi người ở đây là đập một lúc rồi chối tay là lại phải nghỉ 5-10 phút mới đập được các bạn, cái tay phiên nhau. Chú đập phát, Khánh đập phát, chú Di Cú cứ luân chuyển các bạn thanh niên. Chứ để một người đập từ sáng đến tối chắc chết. Không đập không chịu được, không chịu được cái muốn nào. Đập từ sáng đến tối thì chắc chỉ đập được hơn tiếng là muốn nghỉ luôn, không muốn làm. Còn làm thủ công nó nặng. Thôi nhà nghèo thì này, bà con cứ cố gắng thôi. Khánh cũng nghèo lắm, cứ cố gắng thôi. Nhà giàu thì có cái máy bắn bê tông nhiều quá nhỉ. Táng cho gì. Cái này mà có máy xúc bỏ cũng vỡ đấy. Máy xúc người ấy, máy xúc người ta cậy lên. Ê, ngồi đầu búa. Chú đập góc trên ra đấy. Đây, ngon rồi. Tà bông. Thành phó xã. Cố lên. Ấy, ra rồi đấy. Phát này mới ra cái tảng to này. Ra tảng to. Quý vị khán giả xem này, bắt đầu ra rồi. Phá la vì hóa dù là tiêu sĩ cù bà tê. Tiêu sĩ cù. Anh đã chỉ ra yêu. Nó phải ra dễ kiểu phố xà mèo. Tránh nhỉ, chú sĩ cù tranh quá. Sợ là phá la vì là cướp mất công. Tà bông. Thôi, để phải làm view ăn đập cho quá. Quyết tâm ấy. Ra được tảng to đấy. Tạm không? Đấy, thế là ra được viên đấy là lại đập vào dưới nữa. Nó lại hững. Lại hững cái kia. Tạm không? Cố lên. Tiết ra cái răn. Tạm không? Chối tay đấy, mấy bạn thanh niên chối tay đấy. Mình cũng chối, nói gì. Viên này giờ phải bảy kiểu kia mới ra được chứ bố. À? Từ ấy đến ra đâu? Đập đã. Đập được nó đang đà nó hứng này, đập được viên to.
đưa ra đó. Không thấy động đậy. Nó không có, không có lực đòn bẩy. Nó cũng động đấy nhưng mà không ấy ra, không ra được. Viên này nó kê này. Sau này cái đập này xong là bà con nhớ mãi đấy. Bởi vì đây phải tự tay mình đi đập đá. Cái gì mà tự mình làm ra nó mới nhớ. Đập không? Sắp ra đấy, đặt đấy, om om rồi đấy. Ốp rồi. Vâng, ốp rồi. Đi. Chú giờ chú không đứng dậy được rồi các bạn. Ai cũng tá hết rồi. Thôi cho đập thêm. Đập cho đủ xe rùa xong là nghỉ thôi bố. Mệt lắm rồi. Mọi người dã. Ở đấy bố. Hơn 5 giờ cho mọi người nghỉ thôi. Chứ cơ. Viên này để những hôm sau thôi. Giờ tình trạng là mọi người cũng mệt rồi. Làm không á thì xin cổ. Sao tiên ra bí kè nó đi can xa. Mama mẹ tê thức bí kè nó. Carol Mao. Mẹ tê thức Carol Mao để bôi sấy. Cũng mà vết quá từ Carol Mao đi can xa. Làm không? Thôi bây giờ để Khánh cho bà con được nghỉ đây. Thấy các bạn nó dẹo dã hết rồi. Bạn nào cũng ướt hết người rồi các bạn. Vừa đùn xe rùa vừa đập. Thế các bác, cô chú, anh chị là xem video của Huy Khánh thì thấy hay với ý nghĩa thì là ủng hộ cho cháu Huy Khánh cùng bà con bản làng. Cho Huy Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Độc Lạ Châu Phi. Khánh xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng là tất cả những clip của Huy Khánh về bà con bản làng đã chạm đến trái tim của quý vị khán giả. Nhà mọi người, Khánh hy vọng rằng là những video clip của Huy Khánh có thể lan tỏa yêu thương tới tất cả mọi người, những việc tử tế. Còn bây giờ thì là Khánh cho bà con nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe để ngày mai lại tiếp tục công tác. Bây giờ thì là hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Xin chào. Xin chào. Đạp đây. Chỗ đá này là quý lắm đấy. Sau này xây chèn đấy mọi nhá. Cho vào giữa các viên đá học. Quá đẹp. Đúng không? Bye.